Hello everyone and welcome back to listen it up. xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài giảng listen it up để chúng ta cùng nhau master kỹ năng ielts listening và buổi học ngày hôm nay của chúng ta sẽ có nội dung về matching information là chủ đề dạng nối thông tin. So are you guys ready? Okay, let's get started. Đầu tiên là thầy sẽ đi qua một vài thông tin sơ bộ hay còn gọi là overview cho các bạn Mọi người cùng chú ý lên trên bảng nhé Ok, vậy thì mọi người đều có thể nhìn thấy ở đây Đây là cái format tổng thể của một bài matching information hay là còn gọi là dạng bài nối từ Và thông tin đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là dạng bài này chủ yếu xuất hiện ở trong part 2 và part 3 của IELTS Listening Thông tin thứ hai đó chính là đây là dạng bài nối thông tin trong các câu được đánh số ở phía dưới này với những đáp án hay còn gọi là các lựa chọn cho trước Và thông tin số 3 thầy sẽ cung cấp cho các bạn Đó là số lượng đáp án và số lượng thông tin cho trước thường sẽ không khớp với nhau Như ở trong trường hợp này các bạn có thể thấy Đó là tất cả những cái options hay còn gọi là thông tin cho trước Thì số lượng của nó đang nhiều hơn là số lượng các câu hỏi cần được điền Alright, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn một cách sâu hơn Vào cái format của dạng bài matching information này nhá Right, you can have a look over here đầu tiên dạng bài này nó sẽ luôn bắt đầu với phần instruction cụ thể ở đây các bạn có thể thấy tiêu đề bài nghe nó sẽ ở ngay trên đầu chính là what do this expert say that makes people happy ok và dưới đó nó sẽ yêu cầu mình là phải chọn ra bao nhiêu đáp án này cũng như là sẽ phải viết những thông tin gì ở trong phiếu trả lời của mình Các bạn lưu ý ở đây nhé là mình chỉ việc phải viết là A to F Tức là chỉ cần viết những cái chữ cái biểu tượng ở đây thôi Chứ mình sẽ không phải viết đầy đủ tất cả những cái đáp án này ở những phần ô trống ở đây Ok Và ngay ở bên dưới đó các bạn có thể thấy đây là tất cả những option cho trước này Mà mình sẽ phải lựa chọn khi mình nghe này cũng như đây là tất cả những câu hỏi của đề thi mà người ta sẽ nói ở trong phần audio alright alright vậy thì nếu mà chúng ta đã nắm chắc được phần format này rồi thế thì cùng nhau chuyển qua phần listening strategy nhé Và nếu như các bạn đã xem qua tất cả các video clip của thầy về trước Thì chắc chúng ta không còn lạ gì với các thao tác của mình Trong những cái chiến thuật làm bài nghe đúng không nào Ok, so the first step is to read the instruction very good Ok, vậy thì bước đầu tiên của chúng ta đó chính là đọc instructions Hay còn gọi là đọc chỉ dẫn của đề bài đúng không nào Và trong phần chỉ dẫn ở đây nó cũng đã bao gồm cả topic của đề bài rồi Nên là thầy cũng sẽ gạch chân luôn một vài keywords quan trọng Để mà thầy không quên mất nội dung chính của bài này và sau đó mình cũng sẽ đọc xuống tất cả những cái thông tin ở phía dưới đúng không nào? Đầu tiên là chọn two answers này. Đúng rồi, mình sẽ có hai đáp án này. Và sau đó chúng ta sẽ phải chọn là correct letter. Ghi tất cả những cái chữ cái đại diện cho những đáp án đúng vào những cái ô trống bên này. Ok, vậy thì chốt lại đó là bước đầu tiên của chúng ta. Đó chính là đọc kỹ câu hỏi này để nắm được những cái nội dung chính và những yêu cầu chính xác của đề bài. Alright, và sau đó đến bước số 2 là chúng ta sẽ làm gì tiếp vào các bạn ừ, là chúng ta sẽ tiếp tục đọc xuống nội dung ở bên dưới và đồng thời là gạch chân những cái keywords quan trọng để mình nắm được ý chính của bài okay? và phần này mọi người lưu ý phải làm thật nhanh cho thầy nhé vì chúng mình không có quá nhiều thời gian trong chỉ khoảng tầm 20 đến 30 giây trước khi mà mình nghe okay, vậy thì ở đây thầy sẽ bắt đầu đọc từ cái câu hỏi trước Vì chắc chắn là trong audio người ta sẽ đi theo câu hỏi Được chưa nào? Ok, đầu tiên là Richard Turney Thì đây là tên của những vị chuyên gia đúng không nào? Thế ra phần này để các bạn không nhất thiết phải cạch chân Thầy đang chỉ bôi đỏ lên để cho chúng ta biết là chúng ta sẽ phải đọc lướt qua những phần gì nhá Và sau khi đọc lướt qua các câu hỏi này Chúng ta cũng sẽ đọc lướt qua các đáp án cho trước Alright Having achievable ambition Có nghĩa là có một cái hoài bão có thể đạt được này Being on holiday có nghĩa là đi du lịch này Helping people, ok, giúp đỡ người khác này Making friends, kết bạn này Và cuối cùng là chúng ta sẽ có having a social life Nghĩa là có một đời sống xã hội một Như kiểu là đi chơi nhiều này Đi giao lưu nhiều đúng không nào Ok, vậy thì chốt lại cho thầy ở bước này Đó là bước 2 Chúng ta sẽ xác định các từ và các cụm từ khóa Khi mà chúng ta skim qua nội dung của bài Ok, và đến bước số 3 thì các bạn đoán thử cho thầy là chúng ta cần phải làm gì nào? Ok, chúng ta chỉ còn việc là nghe mà thôi vì còn cái gì nữa để làm đúng không? Ok, vậy thì dạng bài này chúng ta sẽ cũng chỉ trong khoảng tầm từng, từng bước này mà thôi. Nhưng mà các bạn nhớ cho thầy là khi chúng ta nghe nhớ để ý những cái thủ thuật paraphrase mà họ sẽ sử dụng này. Cũng như là maybe họ cũng sẽ tung những cái thông tin giả để đánh lừa chúng ta đấy nhá. Nên là phải nghe cho thật là sâu. Heo sao cho thật là hết tất cả các ý. Okay, so I think you are now ready to listen, so let's start listening. Hey Matt, are you coming out tonight? I'd love to Amy, thanks, but I've got too much work. I need to get this psychology assignment in by Thursday. Oh, what's it on? Happiness, or specifically, the things that make people happy. Wow, that's a big area. How are you approaching it? Well, I've been looking on the internet to see what various experts have to say on the subject. Did you find anything interesting? Well, yes, I did. Like? Like, for example, there's a professor at Nottingham University, a guy called Richard Tunney, and he suggests that the more close friends we have, the happier we are. And if you see these friends regularly, go out with them and so on, well, that's even better. I'd have thought that was fairly obvious. No, I guess so. The next one is a bit more interesting, though. Martin Seligman, a professor of psychology at an American university, conducted a happiness experiment with his students. <laughs> what did he do? Give everyone huge amounts of cash and then see how much they smiled. <laughs> that would help, wouldn't it? Well, perhaps it would. For a short while, anyway. No, what he did was tell half his students to take part in fun activities, like playing video games or going to the cinema, and the other half to do good things. Good things? You know, like visiting elderly people at a care home, or some other kind of voluntary work. And it was those students who reported a more lasting feeling of happiness. Hmm, that's interesting. Alright, let's now check the answer. Okay, so here's the audio script for what you has just listened và đây là phần lời thoại cho bài nghe vừa rồi của chúng ta nhé. Bây giờ nhìn vào đoạn đầu tiên trong phần lời thoại đại diện cho câu đầu tiên là Richard Tony để chúng ta tìm câu trả lời, okay? So, let's read. Đáp án của người ta sẽ ở dòng này các bạn nhé. Thường là trong những câu đầu tiên như thầy đã nói ở các clip trước rồi, họ sẽ chưa đi vào câu trả lời luôn, nhưng mà câu trả lời thường nó bắt đầu sẽ xuất hiện ở lời thoại thứ 4 hoặc là thứ 5. Cụ thể hơn trong bài này là nó sẽ ở khoảng này mọi người nhé. Okay, and he suggests that the more close friend we have, the happier we are. And if you see this friend regularly, go out with them and so on. Wow, that's even better. Okay, vậy thì đáp án ở đây các bạn nghĩ là gì nhỉ? It does making new friends. Hmm, không nhớ ở đây đáp án của chúng ta không phải making new friends Ở đây người ta đang hơi đánh lửa mình một xíu đúng không nào Họ có keyword là friends Nhưng mà cụ thể chỉ là mình đi chơi nhiều với những bạn thân hiện tại của mình mà thôi Thế thì đáp án nó phải là gì mọi người nhỉ Đi chơi nhiều có đời sống xã hội cao Thì phải là Yes, là E, having a social life Very good Ok, and let's move on For number two, Martin Seglman Let's see, it's over here Vậy thì khi mọi người nghe đến đoạn này thì mọi người nghĩ đáp án của nó liệu là liên quan đến tiền bạc không nhỉ? Có hay không hả à, mọi người? Là không đúng không nào, chúng ta còn phải nghe thái độ cũng như là liệu người, người người ta đang đối thoại để họ có phủ định lại câu nói của người trước đấy không? Ví dụ ở đây nhé, Amy đang nói là à có phải là ông giáo sư đấy cho người ta tiền hay không? Và cái người đối thoại lại Người ta trả lời là mmm, Có thể có, có thể không Nhưng mà thực ra là không Đó, khi các bạn nghe Các bạn sẽ cảm giác là người nói Người ta hơi mông lung một chút Và họ sẽ nói những cái từ Ví dụ như sau nhé No Đấy chưa nào Họ sẽ nói những từ có ý nghĩa phủ định Có thể là no này Never này I don't think so này Not really Nah, maybe not Thường là những cái như thế Thì đáp án đúng Nó phải là ở đoạn tiếp theo mọi người nhé Nên là thông tin ở đầu Thường là thông tin gây ra để tung để tung hỏa mù để làm nhiễu All right vậy chúng ta phải đọc tiếp nào no what he did was to tell the student something something ok họ chia nhóm nó thành hai phần này và chốt lại là sẽ là so the one visiting elderly people at care home or some other kind something something reported a more lasting feeling of happiness okay vậy thì hóa ra là tất cả những người nào mà đi giúp những người già thì người ta sẽ cảm giác là vui hơn rất là nhiều cảm giác vui kéo dài hơn Right, vậy thì đúng ra là cái ông Martin Seligman này đã báo cáo là việc gì sẽ khiến người ta vui ở mọi người? Chính là việc là helping other people hay cụ thể hơn ở đây là helping the elderly people. Ok, vậy thì đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án C, helping other people. Right, và như thầy đã nói rồi thì đây nó cũng sẽ chỉ đóng vai trò như là một distractor hay là một thông tin tung vào để gây nhiễu thôi. Chúng ta phải luôn xem thái độ cũng như là luôn xem những người đối thoại sau đó họ có phủ định lại lời nói đấy không nhá Ok, alright, very good, thầy tin là các bạn đã nắm chắc được cái phần này đúng không nào Rồi, vậy thì thông qua đây thầy cũng sẽ rút ra một vài notes and tips cho các bạn để cho quá trình nghe của mình nó suôn sẻ hơn thì đầu tiên đó là các câu hỏi sẽ luôn xuất hiện theo thứ tự như trong đoạn ghi âm Nhưng các tùy chọn trả lời sẽ xuất hiện ngẫu nhiên cái đoạn này nghĩa là sao? Tức là ví dụ như bài nghe vừa nãy của các bạn nhé Thông tin nó sẽ đi theo các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 Tuy nhiên là tất cả những phần lựa chọn ở bên này nó sẽ đi random đúng không nào? Nhiệm vụ của chúng ta là nghe từng phần câu hỏi một và sau đó nối với những cái lựa chọn chính xác Nhá, yeah, ok, chứ chúng ta không làm điều ngược lại các bạn nhé và thông tin số 2 của chúng ta đó chính là chúng ta nghe để hiểu ý tưởng Thay vì là nghe kỹ từng keyword và nghe từ từ khóa Nếu mà chúng ta nghe mông lung mà chúng ta chỉ nghe được một vài từ khóa để mà chúng ta đoán mò thôi Thì khả năng cao là sẽ bị sai đấy nhá Vì IELTS Listening họ rất giỏi trong việc sử dụng paraphrasing này Một là để họ thay đổi tất cả những cái từ khóa đi rồi Hai là nếu thực sự là cái từ khóa đấy mình nghe được Thì có khả năng đấy nó chỉ là distractor Hay còn gọi là những thông tin họ cố tình đưa ra để gây nhiễu Được chưa nào? Nên chúng ta phải nghe thật là hiểu Nghe để hiểu ý tưởng và để làm được điều này sao cho nó thật là giỏi Thì các bạn phải nghe thật là nhiều nhé Và củng cố cái kiến thức tiếng Anh cơ bản của mình Ví dụ là pronunciation này Các bạn đã phát âm đúng chưa? Vì khi nào mình phát âm đúng thì mình nghe mới đúng được Và cái số 2 đó chính là vocabulary chúng ta phải xây dựng một cái nền tảng từ vựng thật là tốt để chúng ta tăng cái độ nghe hiểu của mình lên và cái số 3 đó chính là grammar các bạn phải về luyện lại cho thật là kỹ này sao cho mình nghe đúng thì này mình nghe đúng được tất cả những câu phức như là not only but also although because đại loại những câu như vậy thì chúng ta đều phải nắm được nhá để mà mình hiểu được thật là sâu cái ý nghĩa Của từng câu nói của người nói được chưa nào Ok, very good Và cái lưu ý cuối cùng của thầy Đó chính là mình phải cẩn thận với những thông tin gây nhiễu Như thầy đã nói rồi Và phải nghe những cái từ có ý nghĩa phủ định nhá Để mình biết được là họ có đang gây nhiễu hay không Ok, vậy thì sau khi mà các bạn nắm chắc được Những cái lời khuyên này của thầy rồi Thì chúng ta cùng nhau đi qua bước số Mấy hả à các bạn? Số 4 đúng không nào? Bước số 4 thì chúng ta chỉ việc là ghi lại đúng đáp án của mình vào trong thẻ answer sheet nha các bạn nhớ nhớ ghi vào trong phiếu trả lời của mình nếu mà các bạn thi offline và chốt lại cho thầy ở đây là chúng ta chỉ việc lựa chọn đáp án phù hợp ok rồi vậy thì cùng nhau chốt lại năm bước mà chúng ta vừa học nào bước số 1 này là đọc kỹ câu hỏi để nắm được những nội dung chính và bước số 2 đó chính là chúng ta phải xác định các từ và các cụm từ khóa ok Bước số 3 là chúng ta nghe thật kỹ, nghe hiểu và thật là sâu các bạn nhé. Và bước số 4 là chúng ta lựa chọn đáp án phù hợp và nhớ ghi đúng đáp án của mình vào phiếu trả lời để không bị mất điểm oan. Ok. Rồi, các bạn hãy nhớ kỹ cho thầy bốn bước này nhé trước khi mà chúng ta chuyển qua phần practice tiếp theo. Alright, very good. So let's move on to another practice test. Alright, so let's have a look over here. What does the manager say about each of the following aspects of the company policy for apprentices? OK. Ở đây thầy cũng sẽ gạch chân một vài keywords quan trọng các bạn nhé. Ví dụ như từ what này là cái từ WH question dùng để hỏi này. Cái gì mà người quản lý đã nói về những phương diện sau đây đúng không nào? Aspect. Aspects of the company policy. Company policy là những quy định của công ty. Áp dụng cho ai đây ạ các bạn? Apprentices có nghĩa là À, là những người học việc tại công ty đúng không nào? Ok, chúng ta ghi lại từ mới đây không nếu không biết nhá. Apprentice là những người đi học việc. Alright. Alright, và sau đây chúng ta đọc xuống dòng bên dưới này, chúng ta phải chọn lựa A, B hoặc C. À và để áp dụng cho câu hỏi 1 đến 4. Ở đây các bạn có thấy có một sự nó hơi lệch lại so với cả bài test vừa rồi không nhỉ? Tại sao đây ạ các bạn? Vì chúng ta có thể thấy được là số lượng questions ở dưới này nó đang nhiều hơn là số lượng options ở trên đây đúng không nào? Nên là chắc chắn là sẽ có những option sẽ phải dùng lại hai lần Ok Rồi Vì thế nên ở đây thầy có thể đọc từ cái options trước Vì thầy biết là kiểu gì những cái options này nó cũng sẽ được nhắc đến ở trong bài Được chưa nào So A, it is encouraged Tức là nó được khuyến khích này, một việc gì đấy được khuyến khích nhá And B, there are some restrictions À, tức là có giới hạn Ok And C, it is against the rules Tức là nó trái với luật đúng không các bạn? Là bị cấm hoàn toàn rồi và chúng ta cùng nhìn xem là bốn cái điều gì đây mà có thể bị thuộc vào ba diện này mọi người nhé. So number one, using the internet. À, sử dụng internet này. And number two, flexible working. Ok, flexible working là một cái term nó hơi khó hiểu đúng không? Thực ra nó sẽ có rất là nhiều ý nghĩa tùy vào bài nghe của mọi người. Nhưng mà nếu là để thấy đoán trước nhá flexible working có thể là làm việc một cách linh hoạt. Tức là các bạn có thể làm việc online này, offline này, ở công ty này, ở nhà này, ở bất cứ đâu này. Thì maybe that's the meaning of Flexible working. Chỉ là tạm đoán như vậy thôi nhá And number three, booking holidays. Tức là đặt những cái chuyến đi chơi này. And number four, working overtime. Làm việc ngoài giờ, làm việc thêm giờ. Okay? Và sau khi chúng ta đã đọc hết rồi và nhìn một lượt rồi thì chúng ta chỉ việc nghe thôi đúng không nào? So let's start listening. Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online, so obviously you'll have unlimited access for that. But please don't use it for personal use. You'll have your own phones for that. Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary three-month period, some of you will be eligible for this. But it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are. So please don't assume you'll automatically be permitted to do this. I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your six-month apprenticeship has finished. Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. You'll be expected to work a 40-hour week, but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience, so we advise you to take it up if possible. Obviously, we understand that people do have commitments outside work. So, don't worry if there are times when you are unavailable. Alright, so have you got the answers? Ok, nếu mà chúng ta vẫn chưa nghe được thì không sao đâu nhá. Vì bây giờ Thầy sẽ tạo điều kiện cho chúng ta nghe lại thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này nó sẽ dễ hơn vì chúng ta sẽ nghe dựa trên cái audio script được chưa nào? Nhưng mà thầy cũng đã để trống hai cái phần này cho các bạn để các bạn điền giúp thầy trong quá ban đe Okay, so let's start listen again. Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online. So obviously, you'll have unlimited access for that. But please don't use it for personal use. You'll have your own phones for that. Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary three-month period, some of you will be eligible for this, but it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are, so please don't assume you'll automatically be permitted to do this. I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your six month apprenticeship has finished. Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. You'll be expected to work a 40 hour week but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience, so we advise you to take it up if possible. Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are times when you are unavailable. Alright, so for my first blank, it's gonna be unlimited access and for the second one, it will be automatically be permitted. Okay, tức là được tự động cho phép. Được chưa nào? Alright, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích để xem đáp án cho câu 1 và câu 2 mọi người nhé. So for the first one, đầu tiên người ta nhắc về là most importantly the internet. À họ đang nhắc về cái đầu tiên này, xem họ nói gì nhá. Hmm... Okay, so you obviously have unlimited access. Tức là ở đây mình không có giới hạn về quyền sử dụng Internet Nhưng mà không được sử dụng nó cho personal use Tức là không được sử dụng cho mục đích cá nhân đúng không nào? Ok, vậy thì các bạn nghĩ nó sẽ thuộc vào một trong ba loại nào đây hả các bạn? chính là B đúng không nào? Some restrictions không được sử dụng trong mục đích cá nhân. Nên đáp án đầu tiên chúng ta sẽ là B, very good. Và đến đoạn số 2 là họ đang chuyển ý sang flexible working, ok? Khi mình nghe đến đây thì mình có thể yên tâm là à đúng rồi, vậy thì chắc chắn cái câu internet là B chứ họ không đang lừa mình được chưa nào? Ok, và đến ở đoạn này chúng ta có thể đọc được là but It will depend on which department you are in and what your personal circumstances are. Cái này còn tùy thuộc vào ngành ban của mình cũng như là tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình nữa thì chúng ta mới có thể apply cho cái flexible working. Nên là ở đây nó cũng sẽ chỉ thuộc tầm là B, đúng rồi, vẫn có some restrictions tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Ok, very good. Vậy hai đáp án đầu tiên của chúng ta đều là B này. Alright, và các bạn cứ nhìn tiếp cho thầy nhá. Bây giờ ở đoạn tiếp theo thầy lại tạo điều kiện cho chúng ta nghe lại phần của câu 3 và câu 4 một lần nữa Nhưng mà lần này lại tiếp tục cho thầy nghe những cái phần bị bỏ trống cho thầy nhé Ok, so let's listen one more time, ok? Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online. So obviously you'll have unlimited access for that. But please don't use it for personal use. You'll have your own phones for that. Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary three-month period, some of you will be eligible for this. But it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are. So please don't assume you'll automatically be permitted to do this. I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your six-month apprenticeship has finished. Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. You'll be expected to work a 40-hour week, but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience, so we advise you to take it up if possible. Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are times when you are unavailable. Okay, so my answer for this is 40 hour week. Okay, ở à đây lưu ý cho các bạn luôn nhé, cho những bạn nào mà thiếu dấu gạch ngang khi mà chúng ta sử dụng cái 40 hour như là một cụm tính từ để bổ trợ cho cái từ week, có nghĩa là một tuần 40 tiếng làm việc đấy thì các bạn phải có dấu gạch ngang ở đây để cho họ biết đây là tính từ nhé Chứ nếu mà viết tách ra người ta sẽ không hiểu đâu. Để chưa nào và lưu ý thêm một cái nữa là không có chữ SC ở sau cái chữ giờ đâu nhá. Okay, Ok, very good. Ok, và ở đây take it up là một cụm phrasal verb đúng không nào? Và các bạn có đoán được ý nghĩa của nó là gì không nhỉ? Chính là nhận đúng không? Hoặc là các bạn nên nhận cái công việc đấy, nên nhận cái sự làm việc ngoài giờ đó. Ok, họ cũng có thể sử dụng cụm là take something up. Ok? Right, còn bây giờ chúng ta ngồi xem nó bán là gì nhá. Đầu tiên là ở đây họ đang nói về our holiday policy. Right? thì chắc chắn là đang nói về câu số 3 rồi booking holidays. Alright, so continue apart from any statutory public holidays. À đây có bạn nào biết cái từ statutory ở đây nghĩa là gì không nhỉ? Chính là được công bố ra bởi nhà nước đúng không nào? Các ngày nghỉ được công bố bởi nhà nước, ví dụ như ở Việt Nam nhé sẽ có những ngày như 30 tháng 4 này, mùng 1 tháng 5 này, ngày quốc khánh này. Đó thì đó cũng chính là tất cả những cái ngày public holidays mà chúng ta sẽ auto được nghỉ đúng không nào? Ok, và ngoài những cái ngày đó ra thì sao nữa nhỉ? We ask that you don't book any holidays until after your six month apprenticeship has finished. À, người ta yêu cầu là cho đến khi nào mà bạn kết thúc cái quá trình học việc này thì bạn không được nghỉ thêm một ngày nào nữa. Ok, vậy thì ở đây các bạn nghĩ là có bị cấm hoàn toàn không nhỉ? Cấm hoàn toàn đúng không nào? Cấm hoàn toàn cho tất cả những người học việc được chưa nào? Các bạn thấy nhá, cái từ apprenticeship ở đây chính là một danh từ loại khác cho cái từ apprentice. Ok. Ghi lại cho thầy nếu các bạn chưa biết từ này nhá. Alright. Rồi, vậy thì chắc chắn đáp án ở đây nó có thể sẽ là C. Mà đọc tiếp cho thầy nào. Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. À, tức là bạn sẽ chỉ được nghỉ khi nào mà bạn bị ốm mà thôi Tức là nó cũng không phải là holidays Ok, vậy thì đây là hết cả cái đoạn về holiday policy rồi Và chúng ta thấy chỗ này nó mới là đáp án hợp lý nhất Vậy thì chắc chắn đáp án đây nó sẽ phải là C, very good Và ở đoạn sau như các bạn thấy là nó đã nói về Cái cuối cùng đúng không nào, cái số 4 Chính là working overtime So let's have a look Ok, you are expected to work a 40 hour week But there may be opportunities to do overtime during busy periods you are not required to do this, it can be a valuable experience. So we advise you to take it up. Ừ, riêng cái đoạn người ta nói là we advise you to take it up. Chúng tôi khuyên bạn rằng là bạn nên nhận cơ hội làm việc full time vì nó mang lại hiệu quả rất là lớn đúng không nào? Vậy thì ở đây chắc chắn nó sẽ phải là cái gì ạ các bạn? Ây đúng không nào? Nhưng mà đọc tiếp xem liệu đây có phải là lừa không nhá? Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are any times when you are unavailable. Alright, vậy thì đoạn đằng sau nó cũng không phủ định lại. Thế thì chắc chắn ở đây sẽ là A. Okay, well done, guys. So let's conclude the answers with me. So for number one, using the internet is gonna be B, and number two, B. Number three, C, and number four. Hey, congratulations to everybody who got the right answers. And if you haven't got the right answers, don't worry too much, okay? There will be chances for you to improve your IELTS listening. So don't worry. Alright, so this is also the end of our listening lesson today. Thank you so much for watching this video and see you next time. Bye!